Hello, em chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em lại quay một chút ít về cái dàn loa bãi của nhà em hiện tại đang có các bác ạ. Thì nhà em đang có bây giờ đang có hai loại loa, một loại là JBL và một loại là DMX, hai dòng loa bãi là thông dụng bán chạy nhất của nhà em đấy các bác ạ. Thì những cái dòng này thì là nó hàng là hàng chất lượng rồi các bác ạ. Thì là cam kết với các bác là nguyên zin nhá, chưa đụng chạm, chưa qua sửa chữa nhé các bác nhá. Mà giá thì cũng cực kỳ là ổn thôi. Một đôi hàng bãi nó chỉ rơi vào đây mà ít thì nó rơi vào khoảng là 8 triệu, hơn 8 triệu một chút. Thì là gần như là bọn em mua nhập lại thì là gần như là chưa có một đụng chạm nào có hết các bác ạ. Chỉ có mỗi là tháo mặt ê căng ra để gọi là vệ sinh một chút thì cho nó sạch sẽ thôi các bác nhá. Đây, hình thức thì gần như là như mới luôn. Còn hai đôi JBL này thì là giá nó hơi cao. Thì là bác nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho bọn em 0961655659, hoặc số điện thoại cũng được, hoặc liên lạc trực tiếp qua số điện thoại anh được. Thì để bọn em là thứ nhất là tư vấn cho các bác với được một cặp loa là phù hợp nhất các bác nhé. Và bác nào ở gần thì có thể xem xa qua cửa hàng bọn em xem trực tiếp luôn này các bác ạ. Đây thì em cũng mở một chút đi về chất nhạc cho các bác nghe một chút nhé. Cực kỳ hay luôn các bác ạ. Nếu mà bác nào mà có nhu cầu cao về âm thanh thì nên sử dụng những đôi loa bãi này như thế này. Riêng với đối với loa bãi nhà em là cho được test thử nhá. Được test thử và được sử dụng thử trong vòng 7 ngày. Không ưng có thể giả lại. Đấy, đây là hai cái dòng loa đang thông dụng nhất của nhà em đây các bác ạ. Hai cái dòng loa bãi. Rồi, bác nào cần thực sự là cần thì cứ liên hệ qua bọn em qua số điện thoại hoặc qua Zalo 0961655659 các bác nhé. Rồi, em chào tất cả các bác.